Thôi chị nhắn nhủ nó vài lời đi để tụi nó vô bỏ ăn á. Ba Lê nha, ba Phi Lê nha, ba Phi Lê cưng con, yêu con, lo cho con cho tới khi con già con mất đi, nghe không? Nghe không? Con khổ luôn rồi. Con, tội nghiệp lắm em ơi. Dạ. Thì trước khi mà em nhận con bé nào á, thì anh chị cho em xin phép quay cái đoạn clip cái nha. Thì đang cũng giữa mùa dịch Covid đó, thì em vô là thôi anh bịt khẩu trang lại mẹ em cái cho nó an toàn lại ha. Thì bên em á, bên máy ấm của em á là không có nhận mấy bé cháu có chủ, thì không biết là con bé này nó gặp hoàn cảnh nào, chị có thể kể cho em nghe được. Chủ nó bây giờ đi ở mướn mà không có điều kiện để nuôi nó, mà nuôi nó thì cũng bỏ nó ngoài đường, bỏ ngoài sân và nắng nuôi gì đó. Thì chị thấy chủ là bán nó, bán thịt ngày mai là bán 1,5 triệu nè. Là chị nghe hay sao, hay là bác kể? Nãy luôn hỏi thành ra thành không, ý là bà chủ bác kể cho chị nghe hay là chị đâu, chị lên giờ hồi sáng này á là chị vô chị thấy nó nằm dưới đống cát á mà không có nước, không có cơm luôn á. Rồi chị mới lâu lắm rồi chị lấy ống giò chị xịt, rồi chị mới cho nó nằm một cái chỗ cũng như vậy nè. Rồi cái chị mới đi công chuyện mà chị mới quay về, thì chị thấy tội nó quá, chị mới xịt nó một lần nữa tại vì nó nằm dưới cát nữa. Dạ. Rồi chị mới đem nó lại cái chỗ khác nữa. Ủa mà sao con chó đang nuôi cái không nuôi cái bán là sao chị? Người ta hả? Không hiểu, chị không hiểu người ta. Người ta nói là bán 1,5 triệu ngày mai, nó nói là 50.000 ký đó. Vậy hả? Ừ. Bạn chó này nhiêu ký? Không biết, nói là 1,5 triệu, mà chị nói là bây giờ chị nói là bây giờ chị không có tiền. Chị chỉ cứu bây giờ chị đưa trước 500. Chị đưa trước 500 còn 5 mấy chị mua thì em bán chị 1 triệu. Chị mới nói giờ chị đưa trước 500, nãy chị mới đưa 500. Chị nói 500 đi, rồi cứ là 500 á thì để vài bữa nữa đi chị gửi cho. Chứ bây giờ chị em không à, bây giờ mày bán nó cho người ta thì tội quá. Ủa mà em không có hiểu cái lý do gì sao mà như là... Cái lý do là người ta nói giờ người ta không nuôi người ta bán. Trời ơi, mà nuôi từ nhỏ đến giờ luôn hả? Là ở đâu chị? Là dưới... Chà bà chòi hả? À, cầu mương chuối nhà bè vậy hả, đúng không? Không có được, nó nằm chưa tới Phước, nằm Nguyễn Thanh Tạo, khu công nghiệp nhà bè, khu công nghiệp Phước thôi. Phước là lúc ở dưới nhà nó rõ ràng. Trời mà sao nuôi từ nhỏ đến lớn mà sao bán, trời sao mấy người được ngộ ghê luôn á. Chị tình... thấy đau lòng quá, bây giờ chị nói thôi, bây giờ chị không có tiền, chị đưa trước 500. Chị mới đưa hồi nãy 500 ngàn đó, chị giờ chị gọi cho em liền luôn á. Thì hồi nãy mà ngày mai không lấy thì bán 1,5 triệu cho người ta là có người vô trả rồi. Thì hồi nãy thì chị trước khi chị đến thì chị cũng đã gọi cho em rồi đúng chị không rồi đó. Là chị con bé này là 1 triệu, đáng lẽ là người ta bán lò mổ 1,5 triệu mà chị ở hàng xóm chị cứu nó là bán cho chị 1 triệu rồi. Thì do bây giờ ông dạ. Ở chung ông còn nói với chị gì chứ, chó nào mà 500 bán 1,5 triệu còn chưa bán nữa, nó 500 thì nói anh đừng có nói tầm bậy nha, tôi trả, tôi nói chuyện với con nhỏ nó tên gì chị quên rồi. Chị nói á, tôi trả, tôi nói là tôi đưa trước có 500, còn 500 là tôi sẽ hoàn lại sau. Nó đồng ý với tôi, chị nói thẳng với con nhỏ tuổi luôn mà, nó ok với chị mà. Là cuối cùng bây giờ là con bé này là 1 triệu. 1 triệu. Là em phân nửa, chị phân nửa đúng không? Rồi em đã biết rồi. Thì đó. Thì em á bên mấy ấm. Cái này là cái tiền xe ôm, cái quên cái này là chị gọi xe ôm ở miền Tây á, là cho em bữa em đứng uống nước luôn á. Đúng rồi. Chị gọi ngoại chị mới gọi thằng ơi.
xuống đi chứ bây giờ đâu ai giúp cho chị đâu, một dạ. mình chị sao chở bé đang đi được. Dạ. Ồ mà chị cho em hỏi nè, mà không biết cái lý do tại sao mà chị biết đến em á, chị gọi cho em á ha? Chị coi trên cái Facebook của em, cái YouTube của em á rất dạ. nhiều. Dạ. Chị nói em là thương động vật tốt. Dạ. Ok. Em rất là thương tụi nó rồi cho nên chị thấy em tốt, em có tấm lòng để thương yêu tụi nó. Dạ. Bảo vệ cho tụi nó, chị thì không có điều kiện, ngày xưa chị cứu cũng nhiều lắm. Chị dạ. nuôi cho bé nó chết thôi á. Dạ. Bây giờ chị bị lớn tuổi rồi, chị bị thoái hóa rồi, chị không có nuôi em nó được nữa. Dạ. Thì cái máy ấm của em á bây giờ cũng đến đúng 350 rồi. Con rồi đó. Đúng rồi, bữa chị có nghe. Ngày nào cũng có cứu hết trơn á. Bây giờ chỉ cần nếu mà chị có cái sân như vậy chị cũng cứu nó được nữa. À, thì cái quy định bên em á thì không nhận mấy bé chó có chủ. Ừ. Chỉ nhận những mấy bé chó mà bị chủ ngược đãi, bỏ rơi, đánh đập thôi. Chị có nghe. Dạ. Nhưng mà hoàn cảnh nó quá khổ em ơi. Dạ. Nó quá khổ. Mà nhà chủ nghèo đúng hay sao chị mà phải bán cho nó? Không có nghèo đâu. Nhưng mà người ta không có tình thương. À. Nếu mà bây giờ chị nói ví dụ bây giờ người ta di dời ở đâu cũng được, có thể người ta cũng nuôi nó được nhưng mà tại người ta không có tình thương. Dạ. Người ta đổi thừa là hoàn cảnh. Thì bây giờ nó là con động vật, nó phải chấp nhận cái sự đau khổ. Dạ. Khi mà bị người ta không có thương nó. Nó tên gì chị? Tên Đen á em. Tên Đen hả? Con này theo như chị ở hàng xóm nó nhiêu tuổi rồi? 2 tuổi không? Chắc cũng 2 hả? Chị biết nó cũng chắc cũng phải hơn 2 tuổi. Hơn 2 tuổi hả? Chị biết nó là nó nhỏ xíu mà nó lanh dữ lắm luôn. Đúng rồi. Ừ. Chắc em nghĩ chắc chủ nhà chắc nuôi nó để canh chừng nhà thôi. Canh chừng nhà em biết dạ. cột mà chị thấy ngoài nắng mà chị chịu không nổi chị phải đưa cái tấm tre á. Dạ. Tấm tre đỡ mà bị cái chủ nhà kia thì chủ nhà thì làm khó luôn. Chủ dạ. nhà cho thuê á cũng không cho nuôi nó. Dạ. Đen. Đen ơi. Người nó bà nó vô phước. Dạ. Thì nói chung thì vợ chồng em á thấy tụi nó kém số rơi vào kiếp rồi. Chó vậy rồi. Thì á ở đây vợ chồng em cứu tụi nó về á, anh tin không? Gần 350 con rồi, nuôi canh tụi nó chứ tụi nó canh em cái gì? Đúng rồi. Trời ơi em giờ. Nuôi cực lắm em ơi. Đó giờ này vô lên giường ngủ hết rồi đó. Không bây giờ có sao giờ bà thấy giờ ta bán ăn thịt tội. Ngày mai á là có thằng nó vô trả 1,5 triệu rồi đó. Chỉ cần là tại chị nghe nói bán thịt là chị nổi ốc ác lên luôn rồi. Chị không đi công chuyện được luôn á, chị lằn quằn ở đó nãy giờ luôn á, chị mà với nó đó. Biết sao nữa. Ngộ quá. Mà biết bao nhiêu món trên đời, biết nhiêu món ăn không ăn. Chị ăn coi chị vô đặt đậu nhỏ giết nhỏ chết chị. À, cho đẹp cho xấu gì cũng vậy hết trơn á. Dễ sợ vô nhân đạo không? Đen. Đen ơi. Đúng rồi, nó đi nó bị ghẻ nó kìa. Chị chở ông này mà ông này ông dịnh mà ta nói chị sợ té mà luôn á, coi như là nó cứ dùng vậy. Mà chị chỉ là hàng xóm thôi đó. Chị hàng xóm thôi. Mà chị ẵm nó được luôn á. Chị ẵm được luôn. Thì đó. Con đầu chị ẵm nó mà đi ra tới một đoạn đường là nó vòng quá, chị sợ ta bị tai nạn, chị mới nói là để tôi chở cho. Ông kìm nó đi. Vậy tôi sao dám ôm. Không mà nó cũng biết á, nó biết mình cứu á. Chứ gặp mấy con khác là chả không có được đâu. Em biết không, ngày hôm nay nè chị xịt chị rửa cho nó nè. Rồi chị đem thức ăn của con mèo nhà chị á, đem qua cho nó ăn, nó ăn luôn. Vậy hả? Ồ tội lắm, rồi chị rửa cái gáo nước sạch cho chị lụm. Rồi chị để cái nước cho nó uống nữa, nó khát nước nữa. Xém xíu nữa là ngày mai lên ngày đường mai rồi. Ngày mai nó lên đường rồi em ơi, nó trời bị lò. Vì con chủ nó nói là, con Tâm nó nói là bán, quyết định bán nó luôn trong vòng là nay mai gì bán đó. Ngộ quá. Rồi chị nghe nói bán á, tự nhiên chị không đi về được luôn á, chị chạy vô chị hỏi bây giờ bán bao nhiêu. Nó nói là 1,5 triệu luôn á. Dạ. Đen ơi, Đen, về ở với ba nha. Về ở với ba nha. Ba cưng, ba thương nghe không? Nghe thương thục nghe không con, đừng làm cái chó nữa nha con. Thì giờ vợ chồng em gán lo tụi nó hết cái kiếp. Ừ. Rồi cho tụi nó hả nghe kinh Phật đầu thai thành người, kiếp sau đầu thai người. Quá trời luôn, thì nó cũng làm tội, nó mới bị vậy nè, giờ lên gặp chủ không có thương yêu nó. Chị nói là cái ông đó ông vô mà mặt chị mà ông có nhà đạo đức giả nha. Ông thương lắm. Mà chị nói chủ quá hả? Cũng chủ nó luôn, cũng cho trong gia đình nó luôn. Nói chị chứ ai chó nào mà mua 500 người ta trả 1,5 triệu còn không bán. Tôi nói tôi đâu có trả 500 đâu, tôi nói là tôi đưa trước 500. Chị mày... dài bữa tôi đưa cho 500 nữa. Mấy người đó nghiệp dữ lắm á. Đen ơi, về ở với ba nha, Đen nha. Đen nhé, nó có sủa. Thôi thì em nói chị á,
Thì chị mua con bé này là 1 triệu ha, bé đen này là 1 triệu. Chị nói không trời, dạ. Dạ thôi thì em cũng trước tiên em cũng cảm ơn chị với lại cảm ơn chị cảm ơn hai em luôn á. Dạ, em cũng nói là cái như là một gánh nặng của em đó. Dạ với lại cảm ơn chú này đã chở qua ha. Dạ. Không cứu em nó được, không cứu nó được thì chị phải nhờ đến em nó thật, chứ chị cũng chịu khó đi nãy nãy giờ luôn. Cũng vì sợ nó khổ á. Dạ. Sợ nó bị vô lò nó ăn nó. Vậy ở với ba nha, đen nha. Thôi thì em gửi chị 500 nè, coi như phụ với chị đó. Rồi. Nha chị ha. Dạ, phụ với chị. Dạ. Chị về chị cũng đưa lại cho nó. Dạ. Trời ơi, nuôi từ đó giờ mến tay mến chân á, nó thiệt cái chị á. Thương lắm luôn. Có nhiều người á coi tụi nó giống như là con chó để canh chừng nhà thôi, chứ hạn như có cục xương hay cơm heo thì đem về đại thôi. Chứ nói thật á. Bây giờ chị nói thành nghe nè, bây giờ chị dính 200 ngàn nha, trả tiền xe cho nó. Thành lấy đi. Thành nhận đi, nó thành đó là 300, chị về chị lóc thêm 200, chị gửi cho nhỏ nó không? Cái nào không? Em cực khổ em chạy, thành chạy xe. Thì em nói chị nghe nè. Thì sẵn giống như là chị em mình có duyên mới gặp ha chị ha. Có duyên luôn. Dạ. Thì chị dạ. Thì chị có muốn nhắn gửi đôi lời gì đến những người mà đang hành hạ đánh đập chó mèo không ha chị ha? Là nuôi nó mà không thương yêu nó thì đừng có nuôi. Dạ. Nếu mà mình không có thương nó thì mình có nuôi. Dạ. Nó là con vật, nó cũng không biết cái gì, cũng quá tệ nó đi. Dạ. Nó cũng là một cái người mà nó phải bị lên đây, nó làm ác nó mới bị lên đây á. Mà chị không biết con người sao mà tàn nhẫn vậy ta. Ăn thịt rồi còn hành hạ nó để làm gì. Bắt nó coi chừng nhà rồi xong rồi muốn bán nó, bán đem nó làm gì làm. Dạ. Mấy con người nó vô lương tâm hết. Dạ. Thì em nói chị á, tụi nó cũng đáng lý ra mình là con người á, mình phải biết thương nó. Dạ. Tại vì mình hơn nó cái đầu mà em. Dạ. Tại sao mình đối xử với nó như vậy? Nhưng mà em nói thật, đôi khi á thì em dạy chồng em cảm nhận á, tụi nó tình cảm hơn. Đúng rồi. Đôi khi tụi nó không có biết nói thôi. Đúng rồi. Chỉ có điều là không biết nói thôi, chứ tụi nó hiểu biết hết luôn. Đúng rồi. Đó. Em biết chó nhà chị chết đó hả? Ba mẹ con chị khóc như mưa vậy đó. Dạ. Mà để đem chôn chứ không bỏ nó tầm bậy nữa đó nha. Dạ. Thương dữ lắm luôn á. Thôi thì trước khi á mà em tầm 200 tiền xe ôm đi, tại lòng người. Không, một lát về thôi. Thôi trước khi thì em dẫn nó vô máy ấm rồi đó. Dạ. Thì quên nữa, em quên nhắc ăn đều nữa. Chị cũng yên tâm là dạ. Chị gọi cho em là nãy giờ trên đường đi á. Dạ. Chị có nói với bé là chị nói là con về ba thì lấy ở đi. Dạ. Ba thương con, ba được con được ở trong cái chỗ yên im ấm mà cơm nó áo ấm thì được nghe kinh Phật. Dạ. Con không có khổ nữa đâu, con không có phải ngồi ngoài nắng ngoài mưa. Em biết hồi nãy nó hỏi thành tên nó ngồi nó nằm cái chỗ này nè. Mũi không luôn á. Trời ơi. Chị nó thiệt luôn. Là xích là chỗ xích ngoài đường vậy hả? Xích ngoài đống cát mà chị lo nó lên cái thềm được ngàn, chị lo nó được cái thềm sạch mạnh nằm trong bóng tối. Dạ. Em biết mũi em biết như nó nãy thành vô thấy nè. Trời ơi. Bỏ lên xe phụ với chị nè. Chị ổ em cho ăn ba cử nghe. Nằm vậy đó, nằm ngoài đó chị không nổi luôn á. Dạ. Tần nữa ăn tần mập à. Chị đâu có nói là đem qua cho em. Dạ. Tôi mua rồi tôi đem đi. Tôi đem đi lên trên kia kìa, chị dạ. Người ta nuôi. Dạ. Chị không có nói lên em đó. Thì bắt đầu kể từ ngày hôm nay ha. Dạ. Thì em sẽ nhận bé đen. Đúng rồi. Thì cái quy định máy ấm của em á là một khi vô rồi không có ra. Dạ, đúng rồi. Đó. Thì để mất công cái mốt cái đúng chị rồi, xin tới xin lui này nọ mất công lắm. Mình đã giao cho người ta nuôi nó, người ta thương yêu nó rồi. Dạ. Sợ nó bị ăn thịt thôi rồi bả. Đúng rồi. Thương yêu nó rồi là dạ. Mừng cho cuộc đời của nó. Dạ. Đúng không? Dạ chị. Cuộc đời con thú của nó tội nghiệp nó quá đi. Dạ. Em thương là chị mừng lắm luôn. Dạ đó. Chị. Cái này chút về phải xiết thuốc nè, còn ngày mai á em phải chích ngừa. Nó không có được ngừa luôn á. Chích test bệnh xong rồi chích ngừa. Nhưng mà trước khi ấy là phải tắm rửa cho bé nữa, ghẻ không kìa, mình mấy ghẻ chóc không à. Nếu mà sáng này chị xịt nước với nhau mới được vậy nha, chứ không là mình mãi cái tàu. Bé này nếu mà nuôi đàng hoàng là dễ thương, nó mập mạp lắm á. Anh biết không, cho ăn đồ đổ gì con heo, con tui con heo. Đổ gì đó, nhỏ không ăn nổi luôn. Thử hỏi mà ví dụ như ổng bả mà vậy đi, người ta đổ đồ ăn vậy, cô ăn được không? Em biết không, cái hôm đó là chị phải chiên cơm á. Chị đập trứng gà lên, trứng vịt vô, chị đem qua chị đút dưới cái cửa mà nó ăn hết trơn luôn. Dạ. Chị xịt nước tương vô. Chị chọn đập hột gà, đồ dầu, mỡ, đồ đàng hoàng, chị chiên lên như người vậy đó. Này cho mực đen hù lùi ha. Cho nó ăn. Dạ.
Thôi chị nhắn nhủ nó vài lời đi để tụi nó vô bỏ ăn á. Bà Lê nha, bà Phi Lê nha, bà Phi Lê cưng con, yêu con, lo cho con cho tới khi con già con mất đi, nghe không? Nghe không? Con có khỏi thương không? Không có. Nghe không? Đồ nghiệp lắm em ơi. Dạ. Rồi, thôi em. Mưa gió cũng bé này nói chung không có nhờ chị thì chắc chắn ngày mai là bé sẽ vô nồi rồi. Rồi nó sẽ ăn thịt mà thầy chủ nó rồi, quyết định an tâm nó là vài bữa nó nay mai rồi coi nó đẩy nhỏ đi rồi. Dạ. Thì chị đâu có đi đâu được đâu, chị phải ở nhà chị lo cho nó. Thôi ê, anh đưa em cọng dây đi. Rồi đưa cho cái hiền đó. Dạ dạ. Rồi. Nó chị hơi nhát rồi. Hơi nhát rồi. Nó bị cọ. Dạ. Thôi vậy anh chị cứ về đi, anh chị cứ về đi. Mà mấy bé này mới vô em phải bỏ chuồng 2 ngày để cho nó quen. Em thương yêu nó là chị nó thật á, chị mừng dữ lắm luôn á. Dạ. Chứ bây giờ chị nó không biết gửi gắm cho ai bây giờ. Mình dạ. Có khả năng lo cho bé nữa. Để dạ. Chị lớn tuổi rồi. Dạ. Thì yêu nó là phải chăm nó, phải lo cho nó đàng hoàng, mình không lo được thì mình thấy mình ăn đau lòng lắm. Đây ở đúng ăn uống đúng giờ đúng giấc. Đó chị thấy hơn 300 bé đó. Đúng rồi. Mà chị ngồi đây chị có nghe tiếng sủa không? Không ăn, quên không?